chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, sự thật chưa từng có về tuổi Canh Tý sinh 1960, đúng trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Trời thương Phật độ, vận may bùng nổ, trúng số liên tiếp, trở mình đổi kiếp đại gia, an nhàn hưởng phúc lớn. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Canh Tý sinh 1960 thân mến, sân hận rất có hại cho bản thân. Phật giáo thường nói, sân hận là ngọn lửa trong lòng có thể đốt cháy rừng công đức. Muốn đi theo con đường Bồ Tát, hãy nhẫn nhục và bảo vệ chân tâm của mình. Nó đến từ những công đức mà chúng ta tích lũy từng chút một. Và chỉ một niệm sân hận cũng có thể thiêu rụi mọi công đức mà chúng ta đã dày công tu tập. Từ đây, chúng ta cũng có thể thấy những người thường xuyên mất bình tĩnh đã tiêu tốn bao nhiêu phước lành. Trong video ngày hôm nay, ban biên tập chương trình sẽ cùng quý khán giả đi tìm hiểu những dấu hiệu vận hạn trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 của con giáp tuổi Canh Tý sinh 1960, cũng như chia sẻ các cách để hòa giải, cầu may đến với gia tộc và bản thân con giáp này. Vậy, cụ thể như thế nào? Kênh Minh Đường Tử Vi xin mời quý khán giả cùng chương trình tìm hiểu ngay trong video dưới đây. Người tuổi Canh Tý sinh 1960, trong số 12 con giáp, chuột được chọn là con vật tiên phong dẫn đầu. Tuổi Canh Tý cũng luôn muốn mình sẽ là người đứng đầu trong mọi cuộc chơi. Theo quan niệm của người phương Đông thì chuột còn được coi là biểu tượng cho sự tích lũy và sức khỏe, còn người Trung Quốc và Nhật Bản thì coi đây là biểu tượng cho sự may mắn và giàu có. Khả năng lãnh đạo là bản tính của những người tuổi Canh Tý. Họ thông minh, lanh lợi và sống theo cảm tính. Họ rất hiếu động, tò mò và luôn suy nghĩ không ngừng, là người tháo giác xuất sắc và có sức sống vô cùng mãnh liệt. Với đầu óc sáng tạo thì người tuổi Canh Tý được biết đến qua sự thông thái của chính họ, những công việc đòi hỏi kích thích trí óc và trong môi trường linh hoạt sẽ phù hợp với họ hơn. Tuổi Canh Tý rất giỏi đưa ra lời khuyên hay những đánh giá rạch ròi trong lĩnh vực tài chính và thách thức những trò thể thao. Những người cầm tinh con chuột được mọi người đánh giá là rất thông minh, tháo giác, nhanh nhẹn, chăm chỉ và có khả năng lãnh đạo đứng đầu, luôn sáng tạo và đưa ra cho sếp những ý tưởng táo bạo để công việc phát triển thuận lợi hơn. Chính vì vậy nên được đồng nghiệp và lãnh đạo vô cùng tin tưởng trọng phụng. Nhờ những tính cách trên cùng với sự kiên trì, phải thực hiện công việc theo ý muốn mới thôi, nhưng đức tính ấy sẽ giúp cho công danh sự nghiệp của người tuổi Canh Tý rộng mở lên như diều gặp gió. Tuy kiếm được nhiều tiền, có cuộc sống giàu sang, thế nhưng lại không bao giờ chi tiêu hoang phí. Nhiều khi trong mắt những người xung quanh họ còn là người tiết kiệm. Con đường sự nghiệp của người tuổi Canh Tý vô cùng thuận lợi, nhưng ở đường tình duyên lại không được như vậy. Khi đã yêu một ai đó thì sẽ rất nồng nhiệt, dành trọn vẹn tình cảm cho người đó và mong muốn đối phương của mình cũng đáp trả lại như vậy. Khi yêu thì sẽ nhường nhịn, quan tâm và chăm sóc người bạn đời rất nhiều, thế nhưng lại ghét bị kiểm soát. Chính vì vậy nên nhiều khi họ sẽ cho đi nhiều hơn là nhận lại và sẽ cảm thấy mệt mỏi trong tình yêu. Tuổi Canh Tý vốn thông minh, lanh lợi, đa mưu, túc trí, lại đa năng, đến giờ đã xây dựng được nền tảng cơ bản trong sự nghiệp, có phần thông thả đỡ vất vả hơn so với những năm trước. Vị trí vững chắc, lương bổng ổn định, tài lộc ngày càng gia tăng, thời vận của tuổi Canh Tý từ nay trở đi sẽ vô cùng vượng, có nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Công việc được quý nhân nâng đỡ, đều tiến triển một cách thuận lợi, hơn nữa, nhờ tính cách vui vẻ, dễ thương, nồng hậu và rộng rãi, mà Canh Tý luôn được quý nhân phù trợ, bạn bè xung quanh yêu thương, giúp đỡ. Tuổi Canh Tý có tính cách thân thiện, gần gũi, quảng giao, nên dễ dàng kết bạn và tạo được các mối quan hệ tốt đẹp với người khác. Vì vậy, không thể phủ nhận, người ngoài luôn cảm nhận được sự hấp dẫn lạ kỳ của những người tuổi Canh Tý và luôn được mọi người yêu quý, họ là người dễ gần, cần cù và sinh hoạt tiết kiệm. Ở người tuổi Canh Tý, chúng ta thấy một sự gần gũi, chăm chỉ và cần kiệm, nên họ được rất nhiều người xung quanh quý mến. Vẻ ngoài trầm lắng, kiệm lời và có phần nghiêm túc, nhưng thực tế bên trong, họ lại là những người vô cùng sôi nổi, vui vẻ, đôi lúc dễ bị kích động. Rất may khả năng tự kiềm chế bản thân của họ rất tốt. Họ thông minh, nhanh nhẹn và đầy sáng tạo, nên luôn thổi một luồng gió mới cho công việc cũng như cuộc sống của chính mình. Về gia đạo, mọi người trong gia đình rất ít khi cãi nhau, cho nên cuộc sống thường hòa thuận, vui vẻ. Càng về già thì cuộc sống càng an nhàn, thảnh thơi hơn khi còn nhỏ. Tuy nhiên, sức khỏe lại không được tốt, vì vậy cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe, chế độ ăn uống hàng ngày nhiều hơn nữa. Theo đánh giá chung,
thì tuổi Canh Tý đều có khả năng lãnh đạo. Đây cũng là bản tính vốn có trong con người họ, khả năng lãnh đạo khi kết hợp cùng trí thông minh, sự lanh lợi và không ngừng suy nghĩ, tìm tòi, giúp họ trở thành người có sức sống mãnh liệt, linh hoạt trong cuộc sống và luôn tìm ra phương hướng mới cho mọi vấn đề. Để tận dụng hiệu quả những khả năng của người tuổi Canh Tý thì họ nên làm ở một môi trường mới thoải mái, linh hoạt. Một điều cực kỳ tuyệt vời đó là sự thích nghi với môi trường rất tốt. Họ không chỉ có óc sáng tạo mà khả năng ứng biến nhanh, sẵn sàng vượt mọi khó khăn, nên dù làm bất kỳ công việc gì thì họ cũng sẽ thu về thành quả nhất định. Đặc biệt, tuổi Canh Tý được đánh giá tốt trong lĩnh vực tài chính hoặc thể thao. Trong công việc làm ăn, buôn bán, Canh Tý luôn có tầm nhìn xa nên rất dễ thành công. Theo tử vi trọn đời tuổi Canh Tý, từ trung vận trở đi con giáp này sẽ may mắn liên tiếp nhận lộc trời ban, công việc suôn sẻ, thuận lợi, sự nghiệp đi lên như diều gặp gió. Dù làm trong lĩnh vực nào họ cũng đạt được nhiều vị trí quan trọng, được mọi người tin tưởng yêu quý. Họ khiến người khác khâm phục mình bởi sự tập trung sáng tạo trong công việc, sự nghiệp thăng tiến mạnh, vận tài lộc cũng theo đó mà tới. Tài lộc của Canh Tý rất dồi dào và bất tận, của cải tích trữ nhiều, cuộc sống êm ấm, hạnh phúc. Càng về già càng nhận được nhiều thành quả và phước báo, có cuộc sống giàu sang phú quý, đủ đầy, an nhàn hưởng phúc bên con cháu. Nam mệnh tuổi Canh Tý, vào thời thơ ấu, nam mệnh tuổi Canh Tý có rất nhiều sóng gió, tới thời trung vận, họ cũng sẽ vượt qua nhiều trở ngại, khó khăn trong cuộc đời. Vào khoảng thời gian này, có phần hy vọng đầy đủ về sự nghiệp công danh, về hậu vận thì an nhàn sung sướng. Cuộc đời của những người nam tuổi Canh Tý sẽ có nhiều thay đổi tích cực khi vào độ tuổi từ 30 trở đi. Lúc này sẽ dần gặt hái được những thành công trong công việc, dư giả hơn trong chuyện tiền bạc. Nữ mệnh tuổi Canh Tý, cuộc đời của nữ mệnh Canh Tý suôn sẻ, không có nhiều vất vả. Càng về trung vận và hậu vận thì cuộc sống càng hạnh phúc, yên ấm và nhận được nhiều niềm vui từ con cháu. Gia đạo thì thường ấm no hạnh phúc, do các thành viên trong gia đình vì biết giúp đỡ, lắng nghe ý kiến của nhau, đồng thời cùng vun vén giữ gìn hạnh phúc gia đình. Sức khỏe cũng khá tốt, ít ốm đau bệnh tật. Nếu biết làm nhiều điều tốt, tích đức thì sẽ kéo dài tuổi thọ. Số mệnh của họ có phúc đức, nên cuộc sống tạo nhiều cơ hội thuận lợi để hoàn thành sự nghiệp một cách dễ dàng. Vào thời trung vận, họ đã thấy kết quả của sự sung sướng, thảnh thơi và an nhàn. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Canh Tý sinh 1960. Theo các bậc thầy tử vi, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 âm lịch, đây là thời điểm sẽ mang đến cho quý cô bác tuổi Canh Tý nhiều thuận lợi hơn trong công việc cũng như tài chính, do sự trợ thủ đắc lực tự giao diện tam hợp thái tuế. Tuy nhiên, năm cuối hạn tam tai và các yếu tố khác khiến vận trình của cô bác tuổi Canh Tý không phải lúc nào cũng trôi qua êm đềm. Dù vậy, tử vi của cô bác tuổi Canh Tý trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 vẫn có những điểm sáng bất ngờ. Về hạn tam tai, mặc dù mức độ ảnh hưởng đã giảm nhẹ, nhưng cô bác tuổi Canh Tý vẫn cần tránh kết thúc những việc quan trọng trong năm nay. Thay vào đó nên mở rộng và phát triển để có được những cơ hội thuận lợi hơn. Nếu có dự định kết thúc công việc gì trong năm nay, cô bác tuổi Canh Tý nên cẩn trọng. Ngoài ra, cô bác tuổi Canh Tý cũng cần lưu ý về tình cảm gia đạo trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 này. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện chính cuộc sống của tuổi Canh Tý sinh 1960 trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Canh Tý sinh 1960 trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Canh Tý 1960 trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Thời điểm này sẽ mang đến những thay đổi lớn trong sự nghiệp của cô bác tuổi Canh Tý. Nhờ các khí tích cực từ tam hợp nên sự nghiệp có nhiều tiến bộ, nhưng đồng thời cũng đối mặt với một vài thách thức. Sự chuẩn bị và tính toán trước sẽ giúp cô bác tuổi Canh Tý vượt qua khó khăn và nắm bắt được cơ hội chuyển mình. Trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024, cô bác tuổi Canh Tý sẽ thoát khỏi tình trạng bế tắc trong sự nghiệp và giải quyết hiệu quả nhiều trở ngại. Quan hệ với đồng nghiệp, đối tác được củng cố và mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho sự thăng tiến. Tuy nhiên, ảnh hưởng của tam tai vẫn tồn tại, nên không được chủ quan.
Thời điểm trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 cũng sẽ thử thách sức mạnh và tinh thần chiến đấu của cô bác tuổi Canh Tý. Bằng sự bền bỉ và không ngại khó khăn, sự nghiệp của bạn mệnh sẽ phát triển mạnh mẽ. Người làm nghề tự do sẽ có khởi sắc trong công việc, người kinh doanh sẽ có sự phát triển, dù tiền bạc chưa được như ý muốn. Người bắt đầu khởi nghiệp có thể phải đối mặt với nhiều khó khăn vào đầu năm, nhưng tới cuối năm sẽ có chuyển biến tích cực. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Canh Tý sinh 1960, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Theo tử vi năm 2024, đường tiền bạc trong 2 tháng cuối cùng của năm 2024 âm lịch của cô bác tuổi Canh Tý chưa có sự hanh thông. Tiền tài chỉ ở mức bình thường, tiền bạc chi tiêu nhiều cho việc mua sắm hoặc cho công việc của bản mệnh. Tuy nhiên, sự chăm chỉ và quyết tâm trong công việc sẽ mang lại nhiều cơ hội kiếm tiền cho cô bác tuổi Canh Tý trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 này. Đặc biệt là khi thiên tài và thực thần đồng loạt chiếu mệnh, tầm nhìn sáng suốt và quản lý tài chính khôn ngoan, đặc biệt là trong các dự án triển vọng, sẽ thu về nguồn lợi nhuận khổng lồ. Cô bác tuổi Canh Tý đã trải qua năm 2023 ảm đạm về mặt tài lộc, thì năm 2024 sẽ là một chuyển động tích cực. Đặc biệt là trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024, cơ hội kiếm tiền và đạt mức thu nhập cao sẽ đến từ các phần nghiệp vụ chính và các dự án hỗ trợ trong cuộc sống. Việc quản lý chi tiêu sẽ giúp duy trì ổn định tài chính. Cô bác tuổi Canh Tý cũng nên tìm kiếm các nguồn thu nhập mới để tăng cường tài chính cá nhân. Trong lĩnh vực kinh doanh, hãy hướng bản thân theo định hướng riêng, tránh mù quáng chạy theo xu hướng và đầu tư mạo hiểm. Các mối quan hệ cần được xử lý cẩn thận để tránh rủi ro không chỉ về mặt tình cảm mà còn về tài chính. Trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024, đây là thời điểm vàng để bạn tập trung vào sự phát triển cá nhân và tài chính, bền vững về sức khỏe. Trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 này, cô bác tuổi Canh Tý sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng của tam tai, đồng thời phải đối mặt với hoạt động của các hung tinh Bạch Hổ và Ngũ Quỷ. Tình hình sức khỏe của cô bác tuổi Canh Tý vẫn có nhiều điều cần chú ý, yêu cầu có được sự quan tâm đặc biệt. Con giáp này sẽ đối mặt với một giai đoạn sôi động, khối lượng công việc và áp lực tăng cao. Việc phải đi công tác hoặc tăng thời gian để theo kịp tiến độ công việc có thể tăng thêm sức ép lên cơ thể, đe dọa sức khỏe, khiến bệnh tật kéo dài. Do đó, cô bác tuổi Canh Tý cần cân bằng công việc và nghỉ ngơi, thực hiện các biện pháp phòng bệnh, sống lành mạnh, chơi thể thao, có chế độ ăn uống hợp lý, ngủ đủ giấc. Đặc biệt trong mùa đông xuân, việc bảo vệ sức khỏe và ngăn chặn bệnh là hết sức quan trọng. Xét về phương diện tình duyên gia đạo của tuổi Canh Tý sinh 1960, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Người tuổi Canh Tý trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 khá thuận lợi về tình duyên, quan hệ tình cảm hôn nhân ít có sóng gió. Đối với cô bác Canh Tý đã kết hôn, sự trung thành là rất quan trọng để tránh xảy ra những tình huống không hay trong chuyện tình cảm. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết từng tháng âm lịch của tuổi Canh Tý sinh 1960 trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Đầu tiên là tử vi tháng 11 âm lịch 2024 của tuổi Canh Tý sinh 1960. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Canh Tý sinh 1960 trong tháng 11 âm lịch. Xem tử vi tháng 11 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, phương diện công danh sự nghiệp của người tuổi Canh Tý được dự báo là có nhiều điều hanh thông và thuận lợi hơn hẳn, tất cả đều nhờ cục diện tam hợp mang tới. Tam hợp thái tuế xuất hiện trong tử vi tháng mới của tuổi Canh Tý, mang tới sự hậu thuẫn vô cùng lớn, con giáp này có nhiều sự tiến triển vượt bậc, gặp khá nhiều thành tựu dễ dàng, tư duy logic của bản mệnh ngày càng nhạy bén, làm việc có kế hoạch cụ thể, không còn tình trạng công việc tồn động. Trái lại, xử lý việc nào ra việc ấy, con giáp này thể hiện được khả năng sắp xếp và quản lý công việc tài tình của mình, cũng nhờ có tính tình lạc quan, vui vẻ, mà bạn dễ dàng tìm được cảm hứng trong công việc và sẵn sàng đối diện với mọi thử thách đặt ra ở thời điểm này, tinh thần làm việc hăng say và có trách nhiệm, giúp bạn dễ dàng giành được sự tín nhiệm từ cấp trên, cấp dưới và đồng nghiệp. Nhờ vậy, bạn có thể được cất nhắc lên một vị trí xứng đáng hơn với năng lực của mình. Không chỉ vậy,
Tam hợp còn giúp con giáp này xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Bạn sẵn sàng giúp đỡ người khác, nên cũng được người khác giúp đỡ nếu gặp phải khó khăn. Thêm vào đó, bạn còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân, có được những định hướng phát triển mới trong sự nghiệp. Nhìn chung, tháng này bản mệnh dù làm việc lớn hay nhỏ đều có được thành công bước đầu. Mọi nỗ lực cố gắng đều được đền đáp xứng đáng. Tuy nhiên, cũng vì có lợi thế hơn người, nên đôi lúc suy nghĩ và hành động của bạn có phần thái quá, khó tiết chế cảm xúc. Đây cũng là rào cản duy nhất ngăn bạn tiến đến với thành công lớn hơn. Trên thực tế, may mắn chỉ đóng góp một phần nhỏ, còn yếu tố thành bại vẫn nằm ở chính bạn. Con giáp này nên hành sự thận trọng, khiêm tốn, chớ tỏ thái độ ngạo mạn hay coi thường người khác một cách quá lộ liễu, kẻo sẽ rước họa vào thân. Nguyệt lệnh lâm thai cũng cho thấy các kế hoạch ở tình trạng thai nghén cũng được thúc đẩy tiến trình nhanh hơn, hứa hẹn ngày triển khai sẽ rất thuận lợi. Dù vậy, bạn cũng không nên rời xa thực tế, suy nghĩ quá mức lý tưởng mà không căn cứ vào thực tiễn. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Canh Tý sinh 1960, trong tháng 11 âm lịch, tử vi tháng 11 âm lịch của tuổi Canh Tý cho thấy tài lộc của con giáp này cũng có nhiều điểm sáng, thu nhập ngày càng tăng, tài vận hanh thông, cơ hội làm ăn hợp tác đầu tư lớn càng nhiều, cũng nhờ vậy cuộc sống của bạn được đảm bảo hơn trước. Tam hợp báo hiệu tháng mới mở ra khá nhiều nguồn thu bất ngờ cho Canh Tý, bạn càng mạnh dạn kinh doanh, đầu tư, càng dễ sinh lời sinh lãi, tất nhiên kèm theo đó là cạnh tranh khá lớn, song bản mệnh làm tới đâu chắc tới đó, bỏ túi không ít tiền của. Các khí khởi dượng còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác làm ăn, tuổi Canh Tý nhờ vậy cũng có thể tìm được những mối khách hàng, đối tác đáng tin cậy. Bạn có những mối đầu tư đem lại lợi nhuận lớn, nắm giữ vị thế không nhỏ trên thị trường, đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt quan trọng đến trong tháng. Canh Tý cần phải tỉnh táo để phán đoán tình hình chính xác, chỉ cần bạn luôn cẩn thận trong bất cứ quyết định nào và không chịu lùi bước khi gặp phải khó khăn, thì phần thắng sẽ thuộc về phía bạn. Theo phi tinh tháng, có sao Bát Bạch chủ về tài khí, trong tháng này xuất hiện ở phương Tây Bắc trong nhà, nơi đây được coi là khu vực sinh tài dượng vận, ảnh hưởng tới đường tài lộc của gia chủ và cả gia đình. Muốn việc làm ăn thêm phần thuận lợi, bạn cần chú ý đến phương vị Tây Bắc trong nhà, hãy luôn giữ cho khu vực này được gọn gàng, sạch sẽ. Nếu cửa chính phòng ngủ, phòng làm việc vừa khéo ở phương Tây Bắc, thì gia chủ có thể đặt thêm tấm thảm màu đỏ hay màu tím ở trước cửa. Khẩu quyết, dễ bị cấp trên nghi ngờ, đối tác cũng không mấy tin tưởng. Quý nhân là tuổi Thìn và tuổi Sửu, tiểu nhân là tuổi Mùi và tuổi Mão. Màu sắc may mắn là màu nâu và màu xám. Con số may mắn 18, 44 và 29. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Canh Tý sinh 1960, trong tháng 11 âm lịch, phương diện sức khỏe của Canh Tý trong tháng này nhìn chung bình ổn, ít ốm đau bệnh tật. Tuy vậy, tháng này nguyệt lệnh lâm thai ở Canh Tý ngụ ý thể trạng vẫn còn non nớt, yếu ớt, không nên lơ là sao nhãn việc dưỡng sinh, chăm sóc sức khỏe. Dù bận rộn tới đâu, bản mệnh cũng cần dành thời gian để tập luyện thể thao, chăm chỉ vận động, sẽ đẩy lùi được bệnh tật. Đặc biệt, tháng này có hung tinh Bạch Hổ xuất hiện, mang theo điềm báo xui xẻo, sự cố bất ngờ, bản mệnh cũng nên chú ý khi di chuyển hay khi làm việc nặng, để tránh những rủi ro không đáng có. Tiếp theo là tử vi tháng 12 âm lịch 2024 của tuổi Canh Tý sinh 1960. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Canh Tý sinh 1960, trong tháng 12 âm lịch. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Canh Tý sinh 1960, trong tháng 12 âm lịch. Phương diện sự nghiệp của người tuổi Canh Tý có nhiều điểm sáng đáng kể trong tháng 12 âm lịch này, do rất nhiều yếu tố thuận lợi xuất hiện. Có thể thấy rằng, mọi kế hoạch bạn đặt ra ở thời điểm hiện tại sẽ được tiến triển đều đặn, thậm chí còn trôi chảy bất ngờ. Tam hội đem tới quý nhân, giúp bạn tìm ra định hướng phát triển. Dù bạn có đang mơ hồ về tương lai của mình đi nữa, bạn cũng dần dần hiểu được thêm về các thế mạnh của mình. Từ đó dần xác định được đâu là con đường chính xác. Với tính cách hài hòa, cởi mở, bạn cũng nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh. Tháng này, bạn không cần lo lắng phải đối diện với khó khăn, bởi xung quanh bạn không thiếu người sẵn sàng giúp đỡ. Hãy tự tin nhận các nhiệm vụ khó khăn và mang tính thách thức, bởi lâm quan sẽ giúp bạn thêm minh mẫn, sáng suốt, nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao,
bạn hoàn toàn có cơ hội lọt vào mắt xanh của cấp trên, nhận được lời tuyên dương, thậm chí là quyết định thăng chức. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Canh Tý sinh 1960, trong tháng 12 âm lịch. Theo tử vi tháng 12 âm lịch của tuổi Canh Tý cho thấy, bản mệnh cũng sẽ liên tiếp nhận những tin mừng liên quan đến tài lộc. Trong khoảng thời gian này, bạn có nhiều cơ hội thu tiền về đầy túi, vấn đề chi tiêu cũng không còn phải cân nhắc quá kỹ càng như trước. Tam hội đem về nhiều công việc làm ăn triển vọng cho con giáp này. Việc của bạn là lựa chọn công việc nào phù hợp nhất với mình. Không nên ôm đồm quá mức, khiến cơ thể mệt mỏi mà chưa chắc đã đạt hiệu quả cao. Nếu đã nung nấu kế hoạch làm ăn nào đó trong suốt một khoảng thời gian dài, thì bạn nên tranh thủ bắt tay vào làm ngay. Quá trình thực hiện bạn sẽ còn gặp được thêm nhiều yếu tố thuận lợi hơn nữa. Cuối cùng bạn cũng sẽ chạm tay tới cái đích mình đặt ra nhanh chóng bất ngờ. Việc đầu tư cũng có thể cân nhắc thực hiện ngay trong tháng này, nếu còn chưa có nhiều kinh nghiệm. Bạn có thể tham khảo thêm ý kiến của những người đi trước. Chỉ cần cẩn thận trong mọi quyết định, bạn hoàn toàn có cơ hội thu về lợi nhuận bước đầu. Người làm công ăn lương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao cũng sẽ được nhận nhiều khoản thưởng nóng. Chẳng có cấp trên nào lại keo kiệt với một nhân viên triển vọng như vậy. Hãy coi đây là phần thưởng để bạn tiếp tục cống hiến trong tương lai. Khẩu quyết: bản mệnh nên chuẩn bị sẵn tinh thần vững vàng, bởi áp lực công việc của bạn sẽ tăng lên đáng kể. Quý nhân là tuổi Thân và tuổi Sửu, tiểu nhân là tuổi Mùi và tuổi Dậu. Màu sắc may mắn là màu cam và màu vàng. Con số may mắn 80, 22 và 58. Tử vi tháng 12 âm lịch của tuổi Canh Tý thấy rằng, về cơ bản, người tuổi Canh Tý duy trì được một sức khỏe tốt. Trong tháng 12 âm lịch này, bạn luôn giữ được tinh thần vui vẻ, lạc quan, và điều đó đem lại tác động tích cực cho cơ thể, dù công việc có vất vả đi nữa. Bạn cũng tràn đầy quyết tâm vì có mục tiêu phấn đấu, hay duy trì lối sống sinh hoạt khoa học, điều độ, chớ nên ôm đồm nhiều việc hoặc tham gia quá nhiều các buổi vui chơi. Tụ tập, bản mệnh hãy dành thời gian bên người thân, tập thể dục thể thao nhiều hơn và hạn chế ăn các đồ ăn sẵn, đồ uống kích thích gây hại cho cơ thể. Quý khán giả thân mến, để cho công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ và thuận lợi, thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích tài dưỡng lộc, thu hút may mắn. Vậy, tuổi Canh Tý sinh 1960 nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may về tài lộc cũng như sự nghiệp, thì ngay sau đây xin mời quý khán giả cùng tiếp tục theo dõi. Tuổi Canh Tý với tuổi Tý, nếu cùng phối hợp làm ăn, hai người tuổi Tý sẽ tạo nên một tập thể vững chắc. Nhờ sự thông minh và sâu sắc của cả hai, tuổi Canh Tý sẽ làm việc chăm chỉ và tạo động lực cho nhau. Nhưng tốt hơn hết, họ nên chọn công việc tận dụng được tư duy logic, ví dụ như công việc trong ngành luật hoặc liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu. Tuổi Canh Tý với tuổi Sửu, khi tuổi Canh Tý và tuổi Sửu cùng nhau làm ăn, họ sẽ hỗ trợ rất tốt cho nhau. Tuổi Sửu sẽ là nhân vật chủ chốt vì rất cần mẫn và chịu khó. Còn tuổi Canh Tý sẽ hỗ trợ tuổi Sửu bằng cách tận dụng trí thông minh của mình. Tuổi Canh Tý đảm nhiệm rất tốt vai trò của người đàm phán hoặc gặp gỡ khách hàng. Tuổi Canh Tý với tuổi Dần, tuổi Canh Tý và tuổi Dần khá hợp nhau trong chuyện hợp tác kinh doanh. Tuổi Dần mạnh mẽ và luôn thích vị trí dẫn đầu, nên hổ rất thích hợp trở thành người nắm chủ chốt. Còn tuổi Canh Tý nhanh nhẹn, tháo giác, có thể đảm nhiệm vai trò rất tốt trong các buổi họp để gặp gỡ các khách hàng tiềm năng và các tổ chức thương mại khác. Tuổi Canh Tý khi đã làm việc thì tâm huyết hết mình. Đa số những công việc nào giao cho tuổi Canh Tý đều được giải quyết đến nơi đến chốn. Cả hai phối hợp khá ăn ý và đem đến nhiều thành công. Nhưng lưu ý là cả hai phải phân biệt rõ ràng, rạch ròi xem ai là người đứng đầu, ai là người cầm cán, ai là người hỗ trợ. Nếu không sẽ nảy sinh nhiều vướng mắc, xung đột. Một điều chú ý là khi hợp tác với nhau trong kinh doanh, tuổi Canh Tý và tuổi Dần nên phân chia rõ ràng vị trí đứng đầu nhiệm vụ cụ thể của từng người. Như vậy mới đạt được thành công. Tuổi Canh Tý với tuổi Mão, trong kinh doanh thì tuổi Canh Tý và tuổi Mão sẽ hợp tác vô cùng ăn ý và đem đến nhiều thành công. Nếu có tranh cãi xảy ra thì tuổi Canh Tý luôn là người bắt đầu trước, vì tuổi Mão rất nhã nhặn và nhường nhịn tuổi Canh Tý, hiểu rõ tính tình, vai trò và tầm quan trọng của tuổi Mão, nên tuổi Canh Tý không bao giờ làm gì để vượt qua giới hạn, thế nên quan hệ đối tác cộng sự rất bền vững và lâu dài. Tuy nhiên, không phải vậy mà tuổi Canh Tý tỏ ra không biết điều. Tuổi Canh Tý luôn hiểu được vai trò quan trọng của tuổi Mão trong các mối quan hệ làm ăn.
tuổi Canh Tý với tuổi Thìn. Trong việc làm ăn kinh doanh, tuổi Canh Tý và tuổi Thìn rất hợp nhau, vì tuổi Canh Tý và tuổi Thìn hỗ trợ cho nhau một cách hoàn hảo, sẽ nhanh chóng đạt đến thành công. Tuổi Canh Tý khôn ngoan và mưu trí, giúp tuổi Thìn có thể phát huy được hết khả năng và bản lĩnh của mình. Giữa họ cũng ít khi xảy ra vấn đề về xung đột lợi ích hay mâu thuẫn nghiêm trọng, nên liên minh tuổi Canh Tý và tuổi Thìn luôn vững chắc và lâu bền. Tuy nhiên, cả hai tuổi này đều thích trở thành trung tâm của sự chú ý. Tuổi Canh Tý thông minh và nhanh nhẹn, luôn mang lại niềm vui cho mọi người xung quanh. Có nét dũng mãnh, cộng với sự thông minh của tuổi Thìn, cũng khiến mọi người khâm phục và nhớ mãi về cách ứng xử rất nhiệt thành. Đôi khi hai tuổi này có thể có mâu thuẫn nho nhỏ, nhưng những rắc rối này lại được hóa giải rất tự nhiên và hài hước, không khí lại trở nên ôn hòa như bình thường. Tuổi Canh Tý với tuổi Tỵ, khi là đối tác kinh doanh họ cũng rất hợp. Họ chỉ có vấn đề khi tuổi Tỵ muốn đảo ngược vị trí, đó là muốn mình trở thành trung tâm của sự chú ý. Tuổi Tỵ rất nhanh chán những người không có năng lực và làm việc kém hiệu quả, nhưng tuổi Canh Tý không phải là mẫu người này. Tuổi Tỵ đánh giá rất cao sự thông minh và năng lực của tuổi Canh Tý, còn tuổi Canh Tý lại có cách giải quyết vấn đề rất tuyệt và luôn giữ vai trò trụ cột khi làm ăn với tuổi Tỵ. Vì vậy, hai hành tinh này sẽ cùng kết hợp để xây dựng một tập thể khá vững mạnh. Tuổi Canh Tý với tuổi Ngọ. Trên phương diện hợp tác làm ăn, sự kết hợp của người tuổi Canh Tý và tuổi Ngọ đem lại hiệu quả khá cao. Tuổi Canh Tý có con mắt nhìn xa trông rộng và sự nhạy bén. Khi giải quyết vấn đề, tuổi Ngọ sẽ mang lại những ý tưởng sáng tạo tuyệt vời giúp đỡ người tuổi Canh Tý. Họ sẽ cùng nhau xây dựng và phát triển sự nghiệp vững bền. Tuổi Canh Tý với tuổi Mùi. Nếu hợp tác làm ăn kinh doanh, thì hai người này sẽ xây dựng được sự nghiệp vững vàng và đạt được nhiều thành công vang dội. Tuổi Canh Tý và tuổi Mùi tuy không cùng tiếng nói chung, nhưng lại bổ trợ giúp đỡ, trao dồi kinh nghiệm lẫn nhau. Người tuổi Canh Tý sẽ học hỏi được những ý tưởng độc đáo, sáng tạo của tuổi Mùi. Ngược lại, người tuổi Mùi sẽ học tập được những kỹ năng làm việc nhanh nhẹn, tháo giác của tuổi Canh Tý. Tuổi Canh Tý với tuổi Thân. Khi là đối tác kinh doanh, cả hai con giáp này đều năng động. Tuổi Canh Tý và tuổi Thân cùng chung quyền lực, trong khi tuổi Canh Tý có cái đầu sắc sảo trong làm ăn và kiếm tiền, thì tuổi Thân cũng thích được nắm quyền lực trong tay. Điều thú vị là tuổi Canh Tý đủ khôn ngoan và khéo léo để cho tuổi Thân cảm thấy cũng đang nắm quyền. Nhìn chung, mục tiêu của tuổi Canh Tý và tuổi Thân đều giống nhau, vì vậy họ dễ dàng hòa nhập để cùng phát triển. Tuổi Canh Tý với tuổi Dậu. Khi là đối tác làm ăn, khi hai con giáp này đã đặt niềm tin vào nhau, họ kết hợp khá ăn ý. Họ cùng tiết kiệm và cùng nhau xây dựng. Bình thường tuổi Canh Tý rất hào phóng và tiêu tiền khá mạnh tay, nhưng trong kinh doanh thì rất biết tính toán. Điều này làm tuổi Dậu tâm phục, khẩu phục. Vì vậy, họ sẽ cùng nhau xây dựng và phát triển. Tuổi Canh Tý với tuổi Tuất. Trong kinh doanh, vì đều là những con vật chăm chỉ có chí tiến thủ, nên khi hợp tác với nhau trong kinh doanh, họ sẽ tạo thành một tập thể vững mạnh. Tuổi Canh Tý khôn ngoan, sắc sảo và thông minh. Bên cạnh đó, tuổi Tuất cũng thông minh, thậm chí còn cấp tiến trong suy nghĩ và rất đáng tin cậy. Cả hai cùng hỗ trợ cho nhau để xây dựng một khối bền vững. Tuy nhiên, trong quá trình hợp tác kinh doanh, tuổi Canh Tý và tuổi Tuất sẽ có lúc không cảm thấy hứng thú, vì cả hai tuổi có những quan điểm không giống nhau, cộng thêm cả hai cũng không có năng lực kinh doanh, vì vậy thất bại rất dễ xảy ra. Tuổi Canh Tý với tuổi Hợi. Mối quan hệ hợp tác làm ăn của hai con giáp này cũng sẽ gặp nhiều khó khăn và thường không lâu dài. Tuổi Canh Tý cho rằng người tuổi Hợi rất lười biếng và họ đang cản trở con đường đi tới thành công của mình. Người tuổi Hợi thì luôn cảm thấy tuổi Canh Tý thật kiêu ngạo và khoa trương. Với quan hệ hợp tác của hai tuổi này dễ dẫn tới những mâu thuẫn đấu tranh. Quý khán giả thân mến, trong suốt cuộc đời, tất cả chúng ta đều đã phạm nhiều nghiệp chướng, chẳng hạn như nói xấu người khác, chửi bới người khác, thậm chí phá thai, tà dâm và các nghiệp xấu khác. Những nghiệp xấu này có thể dễ dàng dẫn đến những hậu quả không hề tốt chút nào, gây ra khó khăn trong cuộc sống. Mọi chuyện không như ý xảy ra trong cuộc sống của chúng ta phần lớn là do nghiệp quá nhiều đang cản trở bạn. Một số người sinh ra với nghiệp bẩm sinh và phải chịu mọi điều không như ý, yếu đuối và bệnh tật, có những mối quan hệ rắc rối và hôn nhân không hạnh phúc, nghèo khó và không thể kiếm được nhiều tiền. Trong suốt cuộc đời, mang nghiệp chướng nhiều đời không có gì đáng sợ. Đáng sợ là dù có gánh nặng vẫn tạo nghiệp. Nếu bạn có thể làm nhiều việc thiện hơn và phát triển bồ đề tâm trong đời này, thì những việc xấu có thể được chuyển hóa thành kết quả tốt ở đời này.
để bạn và cả gia đình sẽ nhận được phước lành của cải dồi dào, tràn đầy phúc lành và không có bệnh tật hay tai họa. Gần đây, mọi việc không suôn sẻ, Đức Phật chỉ cho bạn ba cách này chắc chắn sẽ cải vận. Một là thực hành bố thí. Việc thực hành bố thí là một trong những đức hạnh căn bản nhất để giải trừ khó khăn. Đức Phật đã từng giảng giải về đức hạnh bố thí. Đây là nền tảng đầu tiên mà những người làm công đức nên thực hành trước. Có ba loại bố thí là tài thí, pháp thí và vô úy thí. Trong ba loại bố thí này, Đức Phật đề cao pháp thí và bố thí. Pháp như trong kinh pháp của Phật dạy, pháp thí thắng mọi thứ. Sở dĩ Phật nói pháp thí thắng mọi thứ là vì chính pháp vi diệu có thể đem lại an lạc cho người nghe, người hành ngay hiện tại và mai sau. Giáo pháp này có thể diệt si mê một hình tướng của vô minh, có thể giúp chúng sinh thoát phiền não, khổ đau, sinh tử luân hồi cho đi, không chỉ có thể giải thoát kẻ thù, chủ nợ, mà còn có thể cứu rỗi linh hồn của những phong linh ngoài kia để giúp bạn tạo phước. Từ đó cuộc sống sẽ suôn sẻ hơn, dù bạn làm việc từ thiện nào cũng sẽ có những ân phước. Đặc biệt, khi tâm bạn vui vẻ và thoải mái, bạn sẽ mang lại lợi ích cho bản thân và người khác thông qua việc bố thí. Bạn không chỉ giúp đỡ người khác mà còn được hạnh phúc, xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp và hồi hướng công đức của mình để tiêu trừ nghiệp chướng, và cũng có thể đề tích lũy vô lượng công đức cho chính bạn. 2. Đọc kinh niệm chú để dưỡng tâm. Muốn học Phật phải áp dụng lời Phật dạy vào đời sống và dùng sự gia trì của chư Phật, chư Bồ Tát để giải quyết những chấp trước tình cảm. Đức Phật và Bồ Tát dạy kiên trì tụng kinh niệm Phật mỗi ngày, hay thậm chí chép tụng chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi, là một cách giải quyết khó khăn, theo Đức Phật cực hay. Nói tóm lại, bằng cách trau dồi và cải thiện tâm trí trong sáng, chúng ta có thể phòng vệ tốt hơn trước ảnh hưởng của những người xung quanh lên cảm xúc của mình. Đức Phật dạy cảm xúc và chấp trước cũng là giả và không có thật. Nếu lấy hàng giả làm hàng thật thì bạn sẽ bị lỗ nặng. Chúng ta thấy nhiều người tu hành Phật giáo rất vất vả, nhưng khi gặp tâm thái thì bản chất thực sự của họ lộ ra vẫn không thể buông bỏ được. Chấp trước chư Phật Bồ Tát cũng thở dài trước những biểu hiện của chấp trước và chấp trước đối với chúng sinh. Vì vậy, trong việc học Phật và tu tập Phật giáo, việc loại bỏ chấp trước tình cảm là điều ưu tiên hàng đầu. Có điều gì mà bạn không thể buông bỏ được về mặt cảm xúc? Cầu mong mọi người luôn an lạc với mọi hoàn cảnh trong cuộc sống, biết buông bỏ và không để tâm đến những điều không hay. A-di-đà Phật. 3 là biết chấp nhận nghịch cảnh. Câu nói vạn vật đều do định mệnh không phải để chúng ta chấp nhận số phận, mà là dạy chúng ta cách nắm bắt đúng vận mệnh của chính mình. Mỗi người đều có nhân quả riêng, chỉ cần chúng ta hành động theo nguyên lý nhân quả, chúng ta có thể kiểm soát được cuộc sống của chính mình trong cuộc đời này. Dù bạn gặp ai, thì người ấy cũng chính là người nên xuất hiện trong cuộc đời bạn. Và dù có chuyện gì xảy ra thì đó cũng là điều bạn nên trải qua. Vạn vật đều có dòng tuần hoàn, mọi thứ đều có quan hệ nhân quả, mọi thứ đều không thể giải thích được. Hãy làm những gì bạn nên làm và số phận sẽ không bao giờ phụ những ai làm việc chăm chỉ, và nó sẽ sắp xếp mọi thứ cho bạn. Khi con người cảm thấy bất lực trước cuộc đời mình thì cho rằng trời đang nắm giữ. Thực tế không phải vậy. Mọi kết quả đều do chính chúng ta tạo ra, vận mệnh của chúng ta luôn nằm trong tay chúng ta. Điều chúng ta vẫn cần biết là luật nhân quả, hiểu được cách gieo nhân để đạt được điều mình mong muốn. Cái gọi là việc tốt, quả báo tốt, đây là sự thật. Số phận của một người không được quyết định bởi ý kiến của người khác, mà bởi suy nghĩ thân thể, lời nói và hành vi của chính người đó. Đừng để bị phiền muộn và lo lắng dây quanh bản thân, mà hãy cố gắng làm những việc tốt cho bản thân và quản lý cuộc sống của mình cho tốt, thành thật với người thân và bạn bè, làm tròn trách nhiệm của mình trong cuộc sống. Chúng ta cũng cần biết rút lui để tiến bộ. Đây cũng là một trí tuệ lớn trong cuộc sống. Rút lui không có nghĩa là bao dung hay hèn nhát, mà là kiên cường và sức mạnh thực sự. Rút lui chỉ là vẻ bề ngoài và sẵn sàng ra đi mới là bản chất ở trần gian. Cũng giống như chốn tu thiền, chỉ có lùi một bước mới có thể tiến xa hơn. Chỉ có khiêm nhường suy ngẫm mới có thể leo lên cao hơn. Trên đời vạn vật hội tụ rồi chia ly đều do số phận, không cần phải vật lộn với buồn tủi, oán hận. Hãy mỉm cười đối mặt và đừng phàn nàn. Quý khán giả thân mến, trên đây là tử vi của tuổi Canh Tý 1960, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn.
Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.